Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Amafit, quý độc giả thân mến. Để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Amafit cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của amafit: albumin, amino acids, protein. Dạng bảo chế: dạng viên. Công dụng: amafit cung cấp năng lượng cho cơ thể, chứa các peptide, axit amin và chất đạm hỗ trợ trong việc hình thành các kháng thể và các hoạt động miễn dịch của cơ thể nhờ đó có vai trò quan trọng trong việc chống nhiễm trùng. Tăng cường khả năng chống lại bệnh tật, phục hồi vết thương, chấn thương. Bổ sung axit amin, đạm, bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Chỉ định Amafit dùng cho những người có nhu cầu bổ sung đạm, người bị suy kiệt, gây sút, mới ốm dậy, nhiễm khuẩn, bị bỏng, trẻ đang tăng trưởng. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Ngày uống không hai viên hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc Chống chỉ định Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Amafit, đồng thời biết cách sử dụng Amafit sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.